Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên xưởng là có đến lắp đặt cho gia đình anh chị Quý Dung tại Yên Dưỡng Cẩm Khê thì một cái bộ tủ bếp và rất nhiều các sản phẩm nội thất trong nhà. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái mẫu tủ bếp mà hiện tại chúng ta đang thi công bằng chất liệu gỗ tự nhiên. Đây, không gian bếp thì chúng tôi vừa lắp đặt quý vị nhé. Ngoài ra anh chị còn sắm rất nhiều cái đồ đạc khác thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái video clip khác. Đây, thì chiếc tủ bếp này chúng tôi là sử dụng là toàn bộ là bản lề hơi cũng như là piston thủy lực. Đây, ống piston thủy lực khi đóng vào mở ra, đây rất là êm quý vị này. Đây, mở ra nhẹ, mở ra có cái chống thủy lực quý vị nhá. Đây, có thanh chống thủy lực để hỗ trợ là mở lên giữ đồ. Đây, khi đóng vào thì có bản lề hơi đóng vào rất là nhẹ. Đây, những cái cánh là sử dụng bản lề hơi quý vị này. Mở ra rất là nhẹ, nhưng khi quý khách đóng vào ấy, thì khi đóng gần vào ấy, thì cái bản lề hơi này sẽ giữ lại và sẽ đóng lại từ từ, rất là êm và không tạo ra tiếng động. Đấy, quý vị thấy đấy cơ. Đấy, toàn bộ sử dụng bản lề hơi. Đấy, rất là êm ái. Cái phần để bát này thì đây quý vị này, cái cánh này, phần để bát này của chúng tôi đã sử dụng là piston thủy lực. Đấy, mở lên là nó sẽ giữ, quý vị có thể lấy bát đũa. Đấy, lấy bát rất là tiện. Đấy, sử dụng ngăn kính đây, quý vị thấy sử dụng hai piston thủy lực nhá. Đó, rất là êm ái. Toàn bộ là chất liệu là gỗ tự nhiên, chúng tôi sử dụng là gỗ re gừng. Gỗ re gừng đây. Đấy, thì tôi sẽ quay cái video demo. Còn ngoài ra là gia đình anh chị còn sắm thêm nhiều sản phẩm khác thì tôi sẽ giới thiệu ở video clip khác. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu hãy liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo thông tin chúng tôi để trên màn hình.